Đã lâu rồi, người có buồn không? Bước chân ngày ấy thanh thang, vạn dặm. Triệu triệu đồng bào, yêu thương người vô hạn. Bởi bước chân đã đi vào trái tim. Bộ hành khất thực là kiếp gian nan. 13 hành đà là kiếp vinh quang giữa đời. Vạn người, vạn vật chờ người. Ai ai thương mến cho con người Việt Nam. Minh tuệ tâm sáng trí trong, bao lòng đức độ, ai ai cũng cảm lòng. Để rồi vi vu khắp non nước Việt Nam hữu tình, từ Nam chí Bắc và ngược lại, sự thương mến của đồng bào đồng chí ở mọi miền tổ quốc dần cho ngài Thích Minh Tuệ thật là lớn lao. Chặng đường miền Trung gió Lào cát trắng chang chang, với những cơn mưa giông buổi chiều tầm tạ, dường như là những ký ức chẳng bao giờ phai nhòa trong trái tim và tâm hồn tiềm thức của mỗi một chúng ta. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, chúng ta lệ lại nhòa, nhớ về những ngày tháng hết sức phong ba bão tố mà ngài Thích Minh Tuệ đã vạn dặm đường xa đi trên con đường bộ hành khất thực 13, cầu cho đất nước chúng ta luôn luôn phồn vinh thịnh vượng, cầu cho dân tộc chúng ta mãi mãi bình yên phát triển, cầu mong cho dân chúng luôn luôn được an lạc, được bình an và hạnh phúc, cầu cho mùa màng tươi tốt bội thu, cầu cho bốn mùa xuân hạ thu đông bầu trời tươi đẹp, cầu cho thế giới hòa bình ổn định phát triển, cầu cho tất cả chúng sinh bước qua được những kiếp hạn về phong ba bão tố, dịch bệnh, chiến tranh, tai ương và những điều bất công còn tồn tại. Sự khó khăn của nền kinh tế thế giới hiện đại là như vậy. Kinh tế thị trường lúc lên lúc xuống như con đường bộ hành xa xăm, trời lúc nắng lúc mưa. Vậy nên mỗi con người chúng ta cũng phải thích nghi, chuyển hóa và thay lòng đổi dạ, hướng về với kiếp chân thiện nhận, tìm sự từ bi, hỷ xả, tìm lại tâm hồn yêu thương, tìm về những điều lạc quan tích cực mà cuộc sống này mang lại, để có một cái nhìn, con đường đi đầy tích cực và đầy niềm vui. Vi vu từ Bắc chí Nam, con đường vạn dặm của ngài Thích Minh Tuệ đã lan tỏa được tình yêu thương, sức sống, nghị lực phi thường, ý chí vươn lên của con người Việt Nam chúng ta. Một dân tộc 4.000 năm văn hiến, với một cái chiều dài lịch sử hết sức vẻ vang và hào hùng. Một dân tộc có những vị thế nhất định trên trường khu vực và quốc tế, và một quốc gia đang hồi sinh phát triển mạnh mẽ về kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội. Con người Việt Nam hôm nay ý chí vẫn sắt đá, kiên cường, học tập và làm theo những cái giá trị của văn hóa 4.000 năm lịch sử, của tinh thần cách mạng Hồ Chí Minh. Chúng ta tin tưởng rằng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh thịnh vượng, dân tộc ngày càng ấm no hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam sẽ ngày một vươn lên để sánh kịp cùng bạn bè quốc tế. Chúc ngài an lạc.